Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Cái giá của phong tỏa ai phải trả? Nguồn tin từ luật khoa.org tác giả Yên Khắc Chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính sách phong tỏa khiến người nghèo gánh chịu phần thiệt hại lớn hơn nhiều so với những người giàu có. Lưu ý rằng, thiệt hại ở đây trong những tương quan của từng nhóm người, người giàu có thể mất hàng tỷ đồng nhưng họ vẫn còn đủ nguồn lực để sống khỏe trong thời gian cách ly. Trong khi đó, với những người nghèo, chỉ cần mất đi vài triệu đồng thu nhập là đủ để đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Thử hình dung trường hợp một người phụ nữ bán vé số 50 tuổi ở Sài Gòn, bình thường với công sức của mình, người đó có thể kiếm đủ thu nhập để trang trải một bữa ăn tự nuôi sống bản thân. Khi thành phố phong tỏa, cô bị cấm ra ngoài đường, mất đi chiếc cần câu cơm. Lúc này, cô buộc phải phụ thuộc vào sự cưu mang của người khác, nếu không sẽ chết đói. Đặt trường hợp người bán vé số bị nhiễm Covid-19, nếu không có bệnh nền, xác suất tử vong là thấp, thậm chí có thể hoàn toàn không có triệu chứng gì. Một trường hợp cụ thể xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua minh họa thật rõ sự đánh đổi này. Theo câu chuyện, hai anh em người Thanh Hóa lên Hà Nội làm phụ hồ, gặp đợt phong tỏa, vừa không có việc làm lại không được chủ chi trả tiền công. Hai người này đã lang thang vất vưởng nhiều ngày không có gì bỏ bụng, cũng không có tiền để về quê. Cuối cùng, họ đành liều để đi xin ăn. Hai người thanh niên khỏe mạnh, một 21 tuổi, một 15 tuổi, nếu không may bị nhiễm bệnh sát suất cao chỉ có thể có những triệu chứng như là cúm thông thường hoặc là thậm chí không có triệu chứng gì. Nhưng giờ đây với chính sách phong tỏa để kiềm chế dịch bệnh, họ lại bị đẩy vào cảnh chết đói. Như vậy với những người như cô bán vé số hay là hai cậu thanh niên phụ hồ, thiệt hại từ chính sách phong tỏa rõ ràng lớn hơn nhiều so với rủi ro từ việc lây nhiễm bệnh chính những người nghèo mới là đối tượng cần phải chấp nhận đánh đổi vị tha, gánh phần thua thiệt để bảo vệ những người khác. Ở Việt Nam, thực tế này không những là xuất hiện trong các thông điệp về phòng chống dịch mà ngược lại, những người nghèo lại trở thành đối tượng bị công kích, thậm chí là bị trừng phạt do không chịu tuân thủ các quy định cách ly phong tỏa. Trong khi những người có điều kiện thì an nhiên kê gối cao ngủ tại nhà trong những ngày cách ly thả hồn để đọc sách vui vẻ học nấu ăn chăm sóc cây cảnh hay là cắm mặt và luyện phim chơi game thì rất nhiều người khác bị bó chân trong những phòng trọ bít bùng chỉ vài mét vuông chật hẹp lo lắng về tiền ăn tiền phòng tiền điện nước và đủ thứ chi phí khác thách thức lớn nhất của những người có điều kiện là vượt qua cơn chán trường thách thức đối với những người khác là tìm cách sống sót ngay cả khi những người nghèo được nhận trợ cấp từ ngân sách là tiền mà họ có phần đóng góp trong đó thì nó vẫn chỉ như muối bỏ bể. Thống kê từ một bài viết trên luật khoa có thể chỉ ra số tiền chi cho những người trong lực lượng chống dịch như là công an cấp nhiều lần so với tiền trợ cấp cho người dân mà đó mới là phụ cấp chưa tính lương và các khoản khác dành cho lực lượng này. Rồi còn vô số trường hợp những người giàu có cậy nhờ quan hệ để tìm cách chen hàng luồn lách để rồi được tiêm vaccine mà không phải gặp hậu quả gì. Trong đa phần người nghèo không có cách chi để tiếp cận với vaccine, thì ngay cả một thuộc nhóm người lớn tuổi, bệnh nền, họ cũng không phải là những người được ưu tiên hàng đầu trong danh sách được tiêm. Trong các thông điệp tuyên truyền phòng chống dịch của chính quyền, người ta thường xuyên bắt gặp những kiểu tuyên bố chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế của Thủ tướng hay Thành phố thời gian qua đã nhận cái khó về mình của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có thống kê cụ thể thiệt hại mà những người nghèo phải gánh chịu trước các chính sách phong tỏa xét trong tương quan nguồn lực của họ, chắc chắn phải vượt xa với những hy sinh và cái khó mà bất kỳ lãnh đạo chính quyền nào phải chịu nếu có. Những điều trên không dẫn tới kết luận phong tỏa là chính sách sai lầm. Quan điểm đồng thuận của phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng, ngoài vaccine, phong tỏa là cách tốt nhất để hạn chế đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, có ít nhất 3 vấn đề trong chính sách phong tỏa cần phải thay đổi. Một là thông điệp phải minh bạch. Đây không phải là lựa chọn mà tất cả phải cùng gánh chịu phần thiệt hại như nhau. Rõ ràng đang có những người phải chịu thiệt thòi hơn hẳn những nhóm khác và sự đánh đổi của họ là không được ghi nhận đúng mức. Hai là phải có các chính sách phân phối nguồn lực để đảm bảo nhóm người đang chịu thiệt hại nhiều hơn nhận được hỗ trợ tương đương với phần đánh đổi mà họ phải gánh cho cả cộng đồng. Và cuối cùng là loại bỏ những biện pháp chống dịch cực đoan trong đó đẩy hết phần khó về người nghèo, buộc họ phải ở thế trong phản kháng để sinh tồn hoặc là chấp nhận làm chốt thí để giữ gìn đại cục. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết cái giá của phong tỏa ai phải trả nguồn tin từ luật khoa org tác giả yên khắc chính đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau